Chào các cậu, đây là tớ. Một cô gái 19 tuổi vừa chập chững bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ với tất cả hoài bão và mơ ước tuổi trẻ. Hôm nay hãy để tớ kể cho các cậu nghe về những ngày tháng không bao giờ quên ấy nhé. Ngày ấy, khi mới lên thủ đô, tớ nhớ bố mẹ và gia đình rất nhiều. Chưa quen với cuộc sống mới và chưa có nhiều bạn bè thân thiết nên tớ khá buồn. Các cậu đừng thấy vậy mà nghĩ tớ cô đơn. Có hơi lạ lẫm một chút, nhưng thật may mắn cho tớ vì tớ luôn có một người bạn thân bên cạnh. Và cũng nhờ có cậu ấy, tớ bắt đầu cảm thấy dần quen và hòa nhập hơn với môi trường mới này. Một ngày của tớ và cậu ấy bắt đầu bằng chiếc bánh mì ăn vội trước giờ vào lớp. Thời gian đầu tớ có chút lạ lẫm với mọi thứ và hơi rụt rè. Nhưng chính nhờ cậu ấy, tớ mới có thể làm quen với giảng đường đại học một cách dễ dàng. Và cũng cậu ấy đã bên cạnh tớ những đêm ôn bài đến 2-3 giờ sáng. Chắc tớ sẽ không thể kể hết được những việc cậu ấy đã giúp đỡ tớ trong suốt những năm tháng đại học. Bởi chắc các cậu sẽ không ngồi đây nghe tớ liệt kê đến tận chiều mai đâu nhỉ. Và từ học hành, cứ thế dần dần cậu ấy và tớ bám nhau như Sam. Bọn tớ đi cà phê với nhau, cùng nhau làm đủ thứ chuyện. Cậu ấy cũng chính là người đã dành cả buổi tối chỉ để nghe tớ than thở và khóc lóc vì chia tay mối tình bọ xít. Những ngày sau đó, cậu ấy lúc nào cũng kể cho tớ nghe những câu chuyện dở khóc dở cười. Người bạn ấy đã cùng tớ trải qua hết những cung bậc cảm xúc, đủ hết cả những vui buồn của năm tháng tuổi trẻ. Cậu ấy ở bên tớ khi tớ vui, tớ thành công, cả những khi tớ vấp ngã, trượt môn, chia tay hay thất bại. Và ngày hôm nay, tớ muốn nói lời cảm ơn đến cậu ấy vì đã cùng tớ viết nên một tuổi trẻ không hối tiếc. Và cho dù tớ mới chỉ là cô sinh viên năm nhất còn nhút nhát hay đã là một cô gái tự tin như bây giờ, thì cậu ấy vẫn như vậy, vẫn luôn bên cạnh tớ mỗi ngày, cùng tớ trải qua và tiếp tục viết nên những câu chuyện dài nữa. Đến đây, chắc các cậu đang rất tò mò về người bạn của tớ rồi đúng không? Và các cậu đã đoán được chưa? Ta-da! Đừng ngạc nhiên nhé! Các cậu không nhầm đâu! Chính là cậu ấy, người bạn đã đồng hành cùng tớ suốt cả một thanh xuân. Cậu ấy cũng chính là món quà mà bố mẹ đã thưởng cho tớ khi tớ vừa thi đỗ đại học, đánh dấu kết thúc một chặng đường 12 năm đèn sách. Tớ gặp cậu ấy lần đầu tiên tại một cửa hàng bán MacBook vô cùng uy tín tại Hà Nội, cửa hàng Mark One. Tớ biết các cậu cũng đang rất cần một người bạn thân như vậy để đồng hành trên quãng đường sắp tới. Vậy thì hãy đến Mark One để bắt đầu một tình bạn bền lâu nhé. Hiện tại Mark One đang có chương trình Back to School dành riêng cho các bạn sinh viên luôn đó. Giảm giá 200.000 cho các cậu và vô vàn quà tặng giá trị như túi chống sốc, cáp chuyển đổi, bộ vệ sinh và thậm chí còn được giảm thêm 100.000 nữa khi các cậu check in tại cửa hàng. Nếu các cậu vẫn ngại ngần thì tham khảo giá ngay tại website markone.vn, sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ cho các cậu đấy. Cảm ơn các cậu vì đã lắng nghe câu chuyện của tớ. Giờ tớ phải đi spa với bạn tớ Thuy. À, đưa cậu ấy đi spa free trọn đời tại Mark One luôn nha các cậu.